Xin kính mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m lên đến 5.000m, nên đêm nay và ngày mai ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, các tỉnh như Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 8. Từ đêm nay đến ngày 24 tháng 8, trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Các sông như là ở Thanh Hóa, Nghệ An là từ 2 đến 6 mét. Ngày mai, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 16 giờ. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài từ 4 đến 5 ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước trong ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Kiểm tra tình hình an toàn hồ đập tại Đắk Lắk trong những ngày mưa lũ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho rằng Đắk Lắk có nhiều hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, nhất là trong thời điểm mưa lũ. Do đó yêu cầu địa phương tiến hành rà soát thực trạng về tổng thể các hồ chứa nước trên địa bàn để phân loại các hồ chứa. Đối với các hồ chứa đã xuống cấp nghiêm trọng, địa phương phải chủ động bố trí kinh phí để sửa chữa ngay, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, nhất là dự báo lượng mưa trên lưu vực để có đánh giá lượng nước về hồ và có phương án xả hợp lý. Đồng thời bố trí người túc trực 24 trên 24 giờ tại các công trình có nguy cơ mất an toàn để kịp thời phát hiện nếu có sự cố và có giải pháp ứng cứu nhanh nhất nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người, tài sản vùng hạ du. Mực nước sông Mekong tại Nakhon Phanom hiện ở mức khoảng 7 mét, thấp hơn điểm tràn bờ khoảng 6 mét. Trong khi nông dân đang vui mừng vì các cánh đồng trồng lúa đã qua được giai đoạn hạn hán, nhà chức trách tỉnh Nakhon Phanom đã khuyến cáo người dân bên bờ sông Mekong đề phòng tình trạng sạt lở bờ sông và các công trình xây dựng do nước lên. Tháng trước, mực nước sông Mekong tại Nakhon Phanom có lúc đã xuống mức thấp nhất trong gần 100 năm qua, chỉ khoảng 1,5 mét, thấp hơn điểm tràn bờ khoảng 11 mét. Dự báo tình hình nước lũ 6 ngày từ 18 đến 23 tháng 8 tại 23 trạm quan trắc thủy văn của Ủy hội sông Mekong từ Cảnh Hồng Trung Quốc đến Tân Châu Việt Nam cho thấy ngày 18 tháng 8, nước sông Mekong dâng lên ở nhiều trạm từ Trung Quốc đến tỉnh Kompong Cham, Campuchia. Dự báo phải sang đến ngày 22 tháng 8, mực nước ở Tân Châu và Châu Đốc ở nước ta mới tăng lên.